Chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu quả chanh. Đó. Như mọi người thấy trong hình, đó chính là quả chanh này thì nó sẽ chỉ có một màu thôi, màu xanh đậm đúng không? Đó. Nhưng mà tùy theo cái mỗi cái trí tưởng tượng của mọi người có thể chọn hai màu hoặc chia làm ba màu, chia làm bốn màu. Đó. Thì hôm nay thì mình sẽ tô một quả cam bốn màu đi. Đó, mình sẽ lựa chọn bốn màu ra. Đó, có màu xanh này, màu đỏ này, màu vàng này và một màu nhạt nữa đi. Đây, màu hồng nhạt nhá. Đó, mình sẽ dùng bốn màu này để mình sẽ tô cái quả cam này. Đó, thì trước hết thì mình sẽ chia cái quả cam làm bốn đã. Đó, vì mình mỗi cái thì mình sẽ lấy một màu mà. Đây. Rồi mình đã chia xong làm bốn. Bây giờ thì mỗi phần nửa thì mình sẽ chia, sẽ tô nhé. Đã xong nửa đầu tiên rồi, đến nửa thứ hai này. Rồi, sắp xong rồi, sẽ chỉ còn một cái màu cuối cùng thôi. Mình sẽ chọn màu xanh đậm. Rồi, nhất nhất quyết là không được quên cái cuống của cam mình, của chanh mình nhé. Đấy, mình đã vẽ cho nó một cái cuống rồi. Đấy thì mình đã hướng dẫn mọi người xong cái quả chanh này, nhưng mà mình với bốn màu. Cảm ơn tất cả mọi người nhé.